Nếu như nhà có anh trai em gái soàn khiến người ta gato hết sức vì tình cảm, nhà có chị gái em trai hơi hùng hằng nhưng vẫn cute thì nhà chỉ có chị em gái chắc hẳn lúc nào cũng như chó với mèo. Dễ hiểu thôi, bởi con gái rắc rối và hay mâu thuẫn, chứ chó hơn hẳn mà. Chị em nhà cô gamer Thủ Quỳnh Anh và Diệu Anh này cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, Quỳnh Anh thậm chí còn đăng bài đòi đá chị gái ra khỏi nhà sớm vì không ưa chị. Nhà mình hai chị em, cách nhau có một tuổi nhưng vì không hợp tính nhau nên lôi nhau ra đấm nhau bị buộc suốt ngày, tím cả mặt mũi nhưng không xa nhau được, Quỳnh Anh vui nhộn kể. Tất nhiên, làm gì có chuyện chị em mà không ưa nhau, Quỳnh Anh cũng chỉ đang giận lấy bà chị của mình mà thôi. Ý vậy mà bài đăng của cô gamer Thủ dẫn qua, lý do là vì cả hai chị em Quỳnh Diệu Anh trông vô cùng đẹp tươi, khác biệt là nữ chính Quỳnh Anh. Quỳnh Anh tóc dài, đăng bài thể xấu chị. Nhưng cư dân mạng ai cũng lạc đề gì mãi khen hai chị em đẹp tươi. Được Quỳnh Anh sinh năm 2003, trong khi đó Diệu Anh là chị, sinh năm 2002. Cả hai đang sống tại Phổ Yên, Thái Nguyên. Diệu Anh sinh đầu năm, Quỳnh Anh sinh cuối năm sau, vì sinh khá gần nhau nên đi đâu mọi người cũng nghĩ là sinh đôi nhưng Quỳnh Anh tự nhận là tính cách cả hai không hợp nên đánh chửi nhau hoài. Bọn mình hay cãi nhau lắm, dù là về mấy vấn đề nhỏ nhặt thôi. Chị mình là người sống theo kiểu khép kín, rất ít khi tâm sự với mình. Mình thì lại muốn tâm sự với người trong nhà nhưng vì chị gái tức giận như thế nên mình cũng không tâm sự cùng luôn. Việc ai người ấy làm? Quỳnh Anh tích cực nói xấu. Diệu Anh là chị, có tính cách khá trầm và hiền lành dịu. Trong khi cô em Quỳnh Anh lại sắc sảo hơn. Hai chị em có rất nhiều kỷ niệm với nhau, đáng nhớ nhất có lẽ phải kể đến vụ 28 Tết năm 2017, cả hai nối tiếp cãi nhau vì lý do không đâu. Sau đó Diệu Anh tức quá thế hệ đánh Quỳnh Anh một cái, thế là Quỳnh Anh nhảy vào đánh lại luôn. Hai chị em cào mặt nhau rồi giằng đứt tóc, thậm chí ngoạm tím cả mặt nhau. Kết quả là chia nhau nguyên Tết, không ai nói ai câu nào, đi chơi Tết và mặt mũi vẫn tím bầm. Đương nhiên, giận thì giận mà yêu mến thì vẫn yêu mến, mỗi lần Quỳnh Anh đi xa, chị gái đều nhắn tin kêu nhớ. Rồi nhiều lúc hai chị em nghĩ về chuyện sau này, nếu cả hai đi lấy chồng phải xa nhau thì cũng buồn lắm. Thế nên Quỳnh Anh hy vọng là hai chị em có thể hòa thuận với nhau hơn một chút thôi cũng đủ rồi.